Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng VSF trên các dòng switch Aruba CX series như là Aruba 6200F, 6300M, 6300F series. VSF là viết tắt của Virtual Switching Framework là một công nghệ ảo hóa cho phép chúng ta có thể cấu hình nhiều switch vật lý thành một switch logic duy nhất. Các switch này sẽ hoạt động như là một switch duy nhất với một control plane duy nhất. Công nghệ này tương tự như là công nghệ Stackwise của Cisco hay là IIF của HPE. Với dòng switch 6200F thì chúng ta có thể stack lên tới 8 member và với dòng 6300 là 10 member. VFF thì sẽ hỗ trợ hai mô hình kết nối là Ring và Chain Topology. Với mô hình trên thì các switch sẽ được cắm nối tiếp với nhau, còn mô hình ring thì sẽ thêm một cáp từ switch đầu tiên tới switch cuối cùng thôi. Trong triển khai thực tế thì các bạn nên sử dụng mô hình ring để đảm bảo dự phòng. Các liên kết VSS yêu cầu các cổng có tốc độ tối thiểu từ 10 gig trở lên. Các bạn cũng nên sử dụng tối thiểu hai link cho VSS link. Link stack càng nhiều và băng thông cao thì quá trình đồng bộ giữa hai switch sẽ càng nhanh. Mình đang sử dụng một topo đơn giản với hai switch và sử dụng hai link làm VSS link. Phiên bản CXOS mình đang sử dụng là bản 10.07. Các bạn lưu ý nếu version của các member khác với suite master thì member sẽ tự động update version lên cùng version của master. Tuy nhiên các phiên bản trước và sau 10.07 thì sẽ không hỗ trợ tính năng này. Nghĩa là chỉ các suite chạy các phiên bản từ 10.6 trở xuống hoặc các suite chạy các phiên bản 10.07 trở lên mới hỗ trợ tính năng imaging. Còn nếu một suite là 10.06 và một suite là 10.08 thì sẽ không hỗ trợ. Các bạn cần phải upgrade thủ công để hai suite về cùng một phiên bản. Ở đây thì mình đang sử dụng hai switch 6200F 24T để demo. Các stack giữa hai switch thì các bạn sử dụng các mô quang 10 g hoặc các DAC đều được. Các bạn có thể lựa chọn mã tùy theo nhu cầu. Các thông tin đều được cung cấp trên website của Synthetic Shop rồi. Nhưng stack thì thường hai switch sẽ ở gần nhau. Nên các bạn chọn các mã cáp DAC 1 hoặc 3 m Hoặc nếu mô đun quang thì chọn mã multi mode là được. Không nên dùng các mã single mode với khoảng cách gần các bạn nhé. Ok, để cấu hình VSF thì rất là đơn giản thôi. Hai switch mình đang nối với nhau bằng cổng 25 và 27. Mình sẽ cấu hình switch master trước. Đầu tiên các bạn sẽ cần chỉ định các link stack trước. Để cấu hình các link sang stack thì các bạn vào VSF member 1. Mình sẽ có hai link là 1 sực 1 sực 25 và 1 sực 1 sực 27. Đối với vsf sẽ có 3 role là Master, Switch có ID 1 sẽ đảm nhiệm vai trò này. Switch có role là Standby sẽ trở thành Master khi Switch Master bị lỗi, còn lại các Switch khác đều là Member. Các bạn có thể chỉ định một trong các Switch còn lại là Standby, mình sẽ chỉ định Switch có ID 2. Chọn Y. Như vậy là xong. Tiếp theo mình sẽ cấu hình sang switch standby. Switch 2 thì các link các bạn vẫn cấu hình tương tự như switch 1. Sau đó thì đổi member ID của switch này sang 2. Chọn y. Sau đó Switch 2 sẽ tự động reboot và join vào VFF với ID 2. Nếu các bạn có nhiều hơn hai Switch thì cũng chỉ cần cấu hình tương tự như Switch 2 thôi. Chỉ khác ID nó sẽ là 3, 4, vân vân. Mỗi Switch thì sẽ cần có một ID khác nhau. Switch 2 đã khởi động xong. Để kiểm tra thì các bạn sử dụng lệnh sâu VSF. Suite 2 đã roi vào với Role Standby. Nếu có nhiều suite hơn thì nó sẽ là member ở phía dưới. Topology đang là ring. Cái này sẽ phụ thuộc vào cách các bạn cắm dây thôi, chúng ta sẽ không cần cấu hình đâu. Tính năng Split Detect này các bạn cũng không cần quan tâm. Nếu các bạn sử dụng topology là trên thì nên bật để giảm tác động với stack khi link stack hoặc một member bị lỗi thôi, trong mọi trường hợp thì các bạn nên sử dụng ring để tăng hiệu quả dự phòng. Đây là topo mà mình đang cắm. Để kiểm tra trạng thái các link sách thì các bạn sâu VSS link. Đây là các cổng mình đang sử dụng cho VSS và link ID tương ứng. Khi các bạn show running thì trên Switch Master cũng đã có các cổng của Switch 2. Để sử dụng stack thì chúng ta chỉ cần cấu hình vậy thôi. Tiếp theo mình sẽ đưa ra một số option các bạn có thể thao tác với stack. Trong trường hợp các bạn muốn kiểm tra hoạt động của stack hoặc muốn chuyển một switch khác lên thành master thì các bạn có thể sử dụng lệnh VFF switch over. Khi đó VFF master sẽ khởi động lại và VFF standby sẽ được chuyển lên là master khi VFF Master cũ khởi động xong thì nó sẽ rơi lại và stack với role là standby. Để xóa một switch ra khỏi VFF thì các bạn chỉ cần gõ lệnh no VFF member và ID của member muốn xóa là được. Khi đó switch bị xóa ra khỏi stack sẽ reboot lại và khôi phục lại cấu hình mặc định ban đầu. Nếu muốn xóa một thiết bị ra khỏi stack thì các bạn nên gõ lệnh này và chờ switch reboot xong trước. Nếu các bạn chỉ tháo switch ra và không gõ lệnh trên thì switch sẽ ở trạng thái down và sẽ chờ để roi lại vào stack. Để upgrade firmware mới cho VSF thì các bạn chỉ cần copy firmware mới vào master, sau đó gõ lệnh boot system primary là được. VSF sẽ tự động đồng bộ firmware tới toàn bộ member và khởi động lại đồng thời để load vào firmware mới. Để xóa cấu hình VFF thì chúng ta sẽ có hai cách như sau. Cách một là các bạn reboot lại switch. Các bạn có thể rút nguồn hoặc nếu dùng lệnh thì các bạn cần reboot với VFF. Sau đó thì nhấn Ctrl C liên tục. Switch sẽ truy cập vào mode Emergency. Đăng nhập với username là admin. Sau đó gõ lệnh VFF Factory Reset. Switch sẽ khởi động lại và khôi phục lại cấu hình mặc định. Cách hai thì các bạn cũng khởi động lại Switch. Chọn không để truy cập vào Service OS Console. Đăng nhập với username admin. Sau đó thì gõ lệnh Erase 0 Ở mốt này thì các bạn cần gõ đầy đủ lệnh nhé, sẽ không dùng được phím tab như trong CXOS. Chọn Y. E. Switch sẽ reboot và cũng khôi phục lại trạng thái mặc định. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng VFF trên các dòng Switch Aruba CX Series. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào, hãy để lại comment. CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.